xin chào các bạn, welcome các bạn đến với KT Food Story. Con chào ông bà cô chú. Hôm nay là hai mẹ con KT sẽ đi quay những món ăn ở Little Sài Gòn ngon ở đâu. Tại vì gia đình hôm nay là ảnh thèm đủ thứ các bạn, cho nên là cuối tuần KT hay đưa ảnh đi đây đi đó ăn. Và sẵn hôm nay là gặp hai người bạn, mình cũng muốn đưa hai người bạn của mình tới đây ăn, cho nên là sẵn đây mời hai người bạn tới luôn. Thì ở đây là ở nơi nào và món gì thì KT sẽ chia sẻ với các bạn kế tiếp nha. Tiệm này KT đã quay chia sẻ hồi khoảng 2-3 tháng trước rồi, rồi rất là nhiều bạn tới đây ăn và khen dễ thương lắm. Cho nên là hôm nay KT quay lại là bởi vì người ta có món mới, điện thoại ta nói KT ơi lại chia sẻ món mới này rất là ngon luôn. Mà gia đình hôm nay anh thèm cái garlic noodle ở đây á, cái mì bơ tỏi ở đây làm ngon lắm, cho nên anh ghé anh nói là mẹ cũng muốn ăn. Thì đây là tên tiệm nè các bạn ơi. Đây là phở HP. HP mình hỏi chủ tiệm nói nghĩa là hạnh phúc nha các bạn. Đó, phở HP có nhiều món ngon lắm. Thì phở nằm ngay chỗ đây. Đường ngoài này là đường Ellis nè các bạn. Và đường nó nằm ngay chỗ đường Ellis và đường Beach Boulevard luôn nha. Nằm sau lưng cái nhà hàng này Golden, cũng dễ thấy lắm các bạn. Rồi đi mình nha. Đi vô à. Cuối tuần là hai mẹ con đi vòng vòng ngoài đường vậy đó. Đi ăn. Chào anh Jason. Gọi là anh Jason cho nghe nó trẻ trung. Bây giờ hai chị em 8 chứ. Lâu thiệt là lâu rồi. Bây giờ là coi như hẹn hoài, hẹn hò hoài. Bây giờ chị bay như chim ấy. Thấy mới đây cái mình là cái giọt thì mất tiêu rồi. Bữa nay là hẹn dữ lắm rồi. Trời, kỳ trước đáng lẽ là hẹn rồi, rồi bể xô. Bể xô. Giờ rồi kỳ đang hẹn lại. Nhưng mà em chưa ăn cái tiệm này đúng không? Chưa. Hôm nay sẽ gần ngày mời... chỗ làm em luôn. Ơi. Chỗ đây nè. Vậy thì mới mốt rảnh chạy ra đây ăn. Thì Jason, Jason là làm gần đây là tôi chạy ra đây rủ bạn tới đây ăn là ok nè. Bây giờ đang chạy thành đi ăn. Em làm trên đường này luôn đúng không? Đường Beach luôn. Là gần mà. Đây ăn xong rồi. Ăn xong ghiền luôn. Bạn nha. Cảm ơn em. Dạ vâng ạ. Rồi. Rồi Jason. Con đọc coi con thích ăn gì nha. Jason là ảnh không có muốn mình tự order cho ảnh đâu. Ảnh nói là ảnh tự order. Đó. Con thích ăn truffle fries, garlic chicken wings, soda chan, rồi house garden noodles with steak dish. Ồ, anh biết anh muốn order gì luôn rồi. Còn em muốn order gì em coi đi, coi từ từ để mình quay cho các bạn xem cái menu đây. Ngon lắm, chị thích là cái salad trái lê nè. Và cái chicken wings sẽ ngon nè. Mì bơ tỏi mà có bò lúc lắc á. Mấy cái món này là món hot trend bây giờ. Phở, có nhiều bạn hỏi KT là ăn cái phở chay ở đâu ngon hay là ăn đồ chay ở đâu ngon. Thì KT sẽ order ở đây cho em ăn thử luôn. Cái phở chay ở đây rất là ngon. Người ta dùng cái nước lèo mà người ta nấu organic, không có bột ngọt nha. Cái nước lèo của phở chay ở đây mình ăn mấy lần, lần nào mình cũng thích á. Mà lần rồi chị không có quay là tại vì kêu nhiều món quá, ăn không có nổi á các bạn. Cái nước nó thanh mà nó ngọt, nó ngon lắm. Người ta nấu bằng rau củ quả. Mà cái phở gà ở đây cũng ngon. Cái gia vị của người ta nấu nó đối với chị thấy ăn hợp khẩu vị. Nhưng mà cưng ăn thử đi. Cưng ăn thử phở coi thích ăn món gì mình cứ gọi. Hôm nay chị mời. Phở chay này là vòng vòng đây không có thấy bán. Đúng rồi, chị không thấy bán phở chay. Em ăn thứ thường là thứ ba phải ăn chay. Em là thích ăn mấy cái gì mà có nước á. Có nước. Là cưng sẽ thích ở đây, ăn thử coi thích không. Có nhiều món này ngon. Nói chung cái bò lúc lắc ở đây chị thích là biết tại sao không? Cái thịt bò người ta dùng cái loại filet mignon, rồi cái loại ribeye, nó mềm. Nó mềm, nó tan trong miệng mà chị vô chị coi, chị quay trong bếp luôn, bữa vô sinh quay trong bếp á, cái thịt nó, người ta dùng nó tươi rói ngon lắm. Thịt mà thịt bò tái người ta làm cũng rất là ngon các bạn. 5 phút luôn. Bữa giờ bà bay như chim nên không có gặp bà. Đâu. Xé hai cái bàn tay cho em coi coi. Bên đây đây thấy mà lạ không? Lạ bên hả? Bên đây cũng lạ, bên đây cũng kim sa lấp lánh không? Cái này là mới. Kim sa hột lựu nè. Cái này là mới nha, hôm bữa có quay rồi. Nhưng mà chắc em chưa coi hả? Chưa coi hả? Cái này nhận hấp hôn hả? Không, hấp hối. Anh chủ anh nói bữa nay có cái món nước mới kìa. Có nước mới là trà mãng cầu. Trời ơi, cái món nước trà mãng cầu là nó đang hết rần rần nha các bạn. Cái trà mãng cầu là tự nhiên nói là bây giờ người ta không có mãng cầu các bạn.
các bạn có bao giờ nghe trà mãng cầu chưa? Cái trà mãng cầu ở bên Việt Nam nó đang hot, xong nó lan qua bên đây, qua Nam Cali, mình đi đâu mình cũng nghe người ta nói về cái trà mãng cầu đó. Sao cái mãng cầu? Trà mãng cầu á, cho nên là mình gọi cái đó. Với lại một cái chanh dây. Thử coi uống coi sao nha. Thánh cỡ nè. Chanh dây ngon. Nói chung là ở đây nhiều món giống như làm nhiều món mình ăn mình thấy ok, cho nên là mời Cưng tới ăn thử sẵn rồi review luôn, review thật lòng. Trái cuốn mà có trái bơ hả? Đúng rồi, nó có bơ ở trong đây nè, đó anh thấy không? Rồi có tôm, ngon lắm, ăn cái này giống như là chị cảm thấy nó healthy á. Ừ, nó nhẹ. Muốn thật nhiều thì thôi thì ăn cái này. Cái này là như mình có thể làm chay được. Đúng rồi, đậu hũ nhưng mà mình chay thì là không có tôm. Đúng rồi. Thêm một người bạn nữa tới, hôm nay mình có mời hai người bạn tới Jason và một người bạn nữa em Khoa, dễ thương lắm. Cảm ơn Cưng. Dạ, Cưng uống gì nè? Nước lọc. Ủa, sao vậy? Ồ, nước lọc nè, đây. Sẵn quay nước lọc luôn, nguyên bình nước lọc. Alkaline đàng hoàng nha các bạn, nước ở đây là người ta dùng, người ta mua nguyên một cái loại nước Alkaline mà gắn mà 5.000 đô gì đó. Ghê không? Nguyên, tức hôm bữa khi chưa có quay chia sẻ các bạn là nguyên cái bếp của người ta là toàn là gắn những cái system lọc nước để nấu phở, nấu nước bằng nước lọc nha, nấu phở bằng nước lọc nha, và uống nước giống như là rửa rau cũng bằng nước lọc luôn, ghê vậy luôn á. Nước mãng cầu là đây nè, cái trà mãng cầu này đang hot rần rần trên mạng ở bên Việt Nam và ở bên đây là nó này nha các bạn. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn. Của Chê Đình hả? Đây, cái này là anh thích ăn cái khoai rang chiên ở đây, mà cái loại ở đây người ta làm mỏng dính vậy nè. Mỏng dính luôn nè. Nó sẽ giòn. Giòn lắm. Mời ăn công an. Mời ăn. Rồi chị mời nha. Mẹ mời Chê Đình nha. Mời Cưng. Quên đưa cái ống hút. Hi. Chị nó mới lại đây ăn. Ồ vậy hả? Hello. Từ Canada bay xuống đây. Oh my god, vậy luôn hả? Gặp fan nữa. Hôm nay vui ha. Trời ơi. Cho quay chút xíu được không? Cho quay chút xíu được không? Không được. Mắc cỡ không chịu. Cảm ơn. Dạ. Dạ, có duyên á. Dạ, thank you. Wow, từ Canada mà bay mà tới đây ăn là tại vì khi Tri chia sẻ, tại vì có nhiều anh chị em cô chú ở xa mà không biết đi ăn ở đâu hết. Cho nên là khi mà mình giới thiệu cô chú anh chị em giống như tin tưởng mình mới chạy tới đây ăn. Sẵn một lát ha, xin quay. Hồi nãy nói là không có chịu, nhưng mà lát lại đợi ăn xong lại quay hỏi. Thì cảm ơn em. Ok. Ồ, sang. Bây giờ là cái này đang rất là đang hot. 40 đồng hai chai nó. Cũng vậy, ghê vậy. Mắc lắm chị. Cái rượu này nè. Bây giờ làm nó 40 đồng hai chai. Trời ơi. Tại vì hình như cái nó bị thiếu mấy cái 40 đồng hai chai này hả? Wow, tội nghiệp vậy. Thì ở đây là cái này em nói là cái này là rất là sang. Rất là sang, đúng rồi đó. Thì cảm ơn em. Trời ơi. Không có. Cái món này là favorite của chị đây. Salad trái lê. Ăn bảo đảm ngon hơn cái chỗ mà hồi lúc trước chị đi ăn luôn. Em đi ăn nhớ không? Đó, bảo đảm ngon hơn. Cần thử và nói cần phải review thiệt lòng nghe. Ủa? Hôm bữa hai chị em đi ăn điểm sắm. Trời ơi, review thiệt lòng thấy sợ luôn. Sắp chị hết trơn mà. Trời ơi, bữa nay mua hàng này là hết cái trà mãng cầu trong tiệm. Wow, thank you. Trà mãng cầu, nhưng mà tiệm này cũng bắt kịp trend ghê á. Tại hôm bữa chị đi là không có nha. Rồi hôm nay có hai đứa em đi chung vui với sợ luôn. Đại ca có mặt ở đây nha các bạn. Đại ca là người đang quay á. Tại vì mỗi lần đi quay nó sao không dẫn đại ca đi theo. Có đại ca có chùm cuối, mà chùm cuối không bao giờ xuất hiện hết. Cho nên là... Em xác nhận là có chùm cuối đây. Mời các bạn. Đó, giọng của đại ca đó. Rồi, cảm ơn. Cho cái gì ạ? Múc mãng cầu ăn hả? Cảm ơn em. Hôm nay vui ghê, đông vui. Chung quanh mình, để mình quay cho các bạn xem, đông vui lắm. Ngon. Chính xác chưa? Ủa, chưa uống ở bên Việt Nam cho nên không biết. Không so sánh được. Cưng uống chưa? Uống tìm khác rồi không? Không, thì tôi có về Việt Nam đâu mà uống. Nó cái thịt mãng cầu nó thơm mà nó tươi. Ở trong đây người ta có tắc nữa các bạn. Có tắc nữa cho nên là uống mình có cái vị chua nhẹ chua nó hả? Thơm á. Có tắc vô là nó thơm nhẹ ngon. Rồi cuốn. Mời các bạn nha. Có dưa leo nè, đậu hũ nè, trái bơ nè, củ sắn nè, cà rốt nè, xà lách. Cho nên là ăn mình cảm thấy nó nhẹ bụng á các bạn.
nó không có nặng bụng mà ăn tươi mà ngon lắm. Cái này mà chị ốm là nhờ ăn mấy cái này nữa. Đâu ăn quá giờ ăn luôn mà không thấy mập luôn nha. Không thấy mập à? Thiệt luôn á. Ra ngoài ai cũng nói là ở ngoài nhìn sao khác, và ở ngoài đâu có mập như trong video đâu. Trong video quay gần cái mặt nó mập mẹ thiệt mập. Mẹ không gặp chị là nó rõ nó ngoài trẻ đẹp nên nó thấy hương ghê. Đó. Cứ nghe khen là quá. Trời ơi, con mới nè. Thơm. Cái này hồi nãy, cái này hồi nãy chủ nói là off menu, trên cái menu nó chưa có ra. Đúng món rồi. Như là cái món chào hàng mới luôn vậy nè. Nhưng mà hình như có sẽ để ở trên cái bảng. Bảng. Nhưng mà Hoành Thánh này ai mà muốn ăn thì nhớ gọi, mai mốt người ta mới bỏ ở trong menu. Là bây giờ ăn cái đã. Ăn thử đi. Cái này chắc có lẽ cay ha. Cay đúng rồi, người ta nói loại này cay. Cái loại này là bắt chước ai phải không? Đinh Tài Phong. Đinh Tài Phong hả? Ừ, Đinh Tài Phong. Có ăn thử được không? Được, chứ Đình ăn được, chứ Đình ăn cay. Chứ Đình ăn cay giỏi lắm bà cô chú ơi. Ôi, hay vậy. Đó. Ồ. Ngon nha. À, dạ. Ngon không? Dạ. Ngon hả? Ngon, ngon. Vừa ăn. Review được không? Quay cưng review được không? Mắc cỡ không chịu cho lên sóng. Ngon phải không? Cho mấy sao? Bây giờ tập cho đứa em nó review luôn nè. Thí dụ như từ 4, từ 1 tới 5 sao em cho mấy sao? Và từ 1 đến 5 sao hả? Ừ. Chắc 4-9 đi. Trời ghê rồi. Luôn hả? Đó thôi đợi em, đợi. Em ăn uống dễ lắm. Ồ. Được, chịu. Cái tôm chị nhìn là thấy tươi đó. Ừ, ha. Tươi. Là chắc á. Nhìn thôi, chưa ăn mà biết vậy đó. Cái tôm nó chắc rồi, không có bị bỏ. Cái vỏ Bành Thánh cũng ngon. Nhìn nó biết. Ngon không? Vỏ Bành Thánh. Cái vị nó xót thì sao? Được. Được ha. Thơm, không cái mùi có cái dầu mẹ nữa. Để chị thử nha. Mời các bạn nha. Cái nước nó ngon. Cái tôm tươi. Cái vỏ Hoành Thánh thì nó dai dai mà nó mềm. Mình thích cái vị ở trong cái tôm á. Nó tươi, nó giòn sực sực. Nhưng mà mình thích cái gì phải không? Cái nước sốt. Cái nước sốt này ngon. Nó thơm. Nó hơi cay nhẹ nha. Bạn nào mà không ăn cay được thì phải nói nha. Chứ không thôi là nó hơi cay nhẹ. Thôi ăn này, nãy giờ vừa. Nãy giờ lâu quay cái này nguội rồi. Cái này nó ra mà nó giòn luôn á. Nó ngon hơn. Cái này thử chưa? Thử chưa? Rồi. Này còn giòn nè. Cái này em đi ra ngoài em mua sẽ không có trong nhà hàng hay là trong Costco hay là Biz này gì cũng không có hết. Tại vì biết sao không? Cái này người ta phải đặt cái công ty mà chuyên về cái french fry á, loại khoai tây chiên mà loại nhuyễn mà dài, loại sợi á mới có. Cái món này ở đây là chị cho là xuất sắc luôn á. Xà lách trái lê. Cái này là trái lê dưới đây. Xà lách. Tại vì mình chị thích là trái gì bông. Cái nước sauce á, người ta pha á, người ta cho lên trên đây nè, ăn rất là ngon. Mà nhìn còn đẹp mắt nữa. Nhìn rất làm rất là đẹp mắt mà quá trời luôn. Hầu như các món mà sốt có sốt lên nó chiếm 60-70% hay gì. Đúng rồi, cái đó là nó quan trọng. Ôi ngon quá. Wow. Đây cái món của chị Đình thích nè. Trời ơi, một dĩa ở đây bạn có thể nói một dĩa 17 đồng hay 18 đồng hay tùy chỗ, nhưng mà nhìn cái dĩa của người ta làm nè. Wow. Coi nào, quá trời thịt không? Yeah. Quá trời thịt luôn á. Gọi là xứng đáng đồng tiền bát gạo. Đúng rồi, giống như là tại sao người ta có cái giá này là bởi vì các bạn nhìn cái dĩa nè. Còn cái mặt của mình nè. Đó. Nhìn nè. Cái mặt của mình che hết cái mặt em. Là đã bự rồi. Các bạn thấy cái mặt của mình bự như vậy nè, rồi đưa cái dĩa lên là các bạn thấy không? Nó bự gấp mấy lần. Ăn gặp mặt luôn. Cái này là chơi Đình ảnh thích lắm. Mỗi lần ảnh ra đây là ảnh đòi, ảnh phải ăn cái này cho bằng được. Ảnh đòi hôm nay đi là tại vì cái món này nè. Rồi chị mời nha, mời nha cưng. Nè cưng đưa cái dĩa ra đây chị múc. Có cái cheese ở dưới này nữa nha. Rồi. Thật ra là cái món này á, là hai chị em ăn cũng nhiều chỗ rồi. Đó cho nên là mới mời Jason để Jason cho cái review. Cho nên là mình đi ăn cái này để coi như thế nào. Hai chị em cũng mòn mỏ cái món này rồi đó. Tới đây là không thể nào thiếu món này. Thảo đưa nguyên gia đình của Thảo. Mà gia đình của Thảo là ở xa, fan của chị luôn. Nói là KT đi đâu là anh chị đó sẽ đi theo KT ăn cho bằng được. Qua đây là toàn cái list, đưa cái list mà toàn của KT chia sẻ. Xong sau đó lại đây ăn kết cái món này quá trời luôn. Mà sau đó Thảo quay lại đây và Thảo cứ mỗi lần quay lại đây là cứ gọi món này. Nó từ rối à. Nhài vô trong cái trúng cái hộp vịt nắp đó. Ngon không chị sợ. Nhưng mà cái dressing ta làm ngon ha. Thì mới có món xà lách này chị có ăn thua nhau là cái dressing. Dressing á. Sao cưng? Ngon, vừa ăn. Ở đây em thấy mọi thứ nêm rất là vừa.
nhớ nha, cho review thật lòng nha, không phải đi ăn chùa là nói vậy đâu nha. Đi chọc mấy đứa em vậy đó. Cái hộp nếp này không có chiên lên bỏ. Chiên ngon không? Nhưng mà người ta dùng cái loại này nó không có cắt dầu. Người ta dùng loại mà tươi á các bạn. Ngon. Ngon ha. Ừ. Cho mấy sao? Món này được nè. Món này là bún đó. Bún sao? Còn khoa. Khoa dễ lắm. Khoa dễ lắm, chắc bún rưỡi đi. Bún rưỡi. Ngon các bạn. Giờ ăn cái mì nha, mì tỏi nha. Ủa chị Đình, con ăn này con cho bao nhiêu điểm vậy? 5 sao. Ui, 5 sao luôn. Wow. Con nít không bao giờ nó dốc. Không có nói dốc. Ồ, ok, cái này là món mới. Cơm. Tự nhiên cầm cái này mà chảy nước miếng luôn. Có cái tánh kỳ vậy đó. Mỗi lần mình thích ăn cái món gì là mình hay bị chảy nước miếng các bạn. Có bạn nói em đừng nói vậy nghe nó không có sang. Mà tự nhiên mình bị chảy nước miếng cái mình nói ờ có sao nói vậy. Cái món này là món mới là cơm và bò. Người ta xào với nấm mà cái nấm này rất là ngon luôn các bạn ơi. Cái nấm này của Đại Hàng á, nó ngọt và nó giòn lắm, ngon lắm. Bò ăn còn xì quá ha. Cái bò nó mềm, nó tan trong miệng luôn. Mà cái mì người ta làm nó thơm mà nó vừa ăn ha. Nãy giờ tụi em quên chấm cái này. Ăn cho đã. Cái sốt này là chấm với là french fry ngon lắm với là thịt bò. Để em ăn french fry này nè. Ngon lắm. Không để ý luôn. Cái sốt này là sốt cilantro, sốt mà người ta làm ở in-house, ngon. Có bạn nói nhìn cái này nè, tự nhiên thịt bò mà lắc với lợi bò lúc lắc, ăn gì kỳ quá vậy. Nhưng mà thật ra cái món này rất là hot. Nó hot ở Nam Cali lắm nha. Nhớ không, cái món này mình đi lên những cái nhà hàng mà sang sang mà của châu Á mình mà gọi là fusion á. Fusion là người ta ăn cái kiểu này không á. Thịt bò nó chấm chung với cái sốt này chịu ha. Chịu. Nó hạp ha. Trời, cái nấm nó ngon, nó tươi quá, cứng. Cái nấm, ủa hộp nào? Có, anh thử cái nấm. Như là cái nước sốt người ta làm ngon. Ha, cái nước sốt nó ngon thiệt luôn á. Mình kết món này rồi đó. Ngon á. Thơm. Cái nước nấm nó ra đó. Trông đẹp vậy. Nó ngọt. Mà cái vị người ta làm vừa ăn thơm. Nói chung là mình chịu cái món này. Còn một vài tiệm mát. Hồi nãy giờ mình không chơi trình, không có chơi món nào luôn á. Có một vài tiệm cũng mát cái này nữa. Nhưng mà cái nấm là loại cái nấm kim châm hả? Không. Hay là nấm bồng ngư? Cái nấm bự. Cái nấm này mắc hơn. Nấm này mắc lắm các bạn. Một cái búp nhỏ thôi là 4 đồng. Búp nhỏ xíu vậy. Nhưng mà cái thịt bò người ta làm cái này, tại cái này món đầu tiên mình ăn. Nếu mà Katy làm á, là Katy sẽ làm nó khác một chút. Tức là cái thịt bò này á, làm Katy sẽ ướp cho nó đậm hơn chút xíu và nhúng qua dầu nhanh. Thì cái ở phía ngoài á, nó cháy xém xém á các bạn. Nó sẽ ngon hơn. Nó sẽ thơm cái chảo hơn. Còn cái này là mình thấy nếu mà cho mình chấm điểm thật sự thì mình cho này là 4 sao, 4 trên 5 sao. Ôi ôi bốc khói. Cái vôi chay ngon lắm các bạn ơi. Không dám nói nhìn chảy nước miếng sợ bị la. Đây. Bỏ gà ra luôn à. Cho chị rau nha. Bây giờ chị Kê thì chia sẻ cái bí quyết là mà ăn nhiều mà không có sợ mập đâu. Chị chia sẻ thử đi. Chia sẻ chắc cũng phải trên YouTube quá trời luôn. Có nhiều qua nhận qua 7 cái video. Nhảy Zumba tại nhà, detox mỗi tháng là 3 ngày liên tục. Rồi chị có chia sẻ những cái video đó có rồi. Có rồi, sau khkhi mà detox ngày thứ 3, tức là mỗi lần mình detox mình xuống 1 pound một ngày. Có khi 2 pound tùy lúc mà mình có mỡ nhiều. Nhưng mà sau ngày thứ 3 là ăn nhẹ lại bớt. Và sau 6 giờ không ăn. Trời ơi, cái tô nóng quá. Nóng. Đó. Vỡ gà. Hồi nãy mình vô là chỉ có 2 bàn thôi. Bây giờ là muốn đầy luôn cái nhà hàng luôn. Nhưng mà trước hết là húp thử cái nước lèo ha. Trời ơi, nó ngọt ngon. Em là đạo nước đồ nè, đạo nước đậu nước nè. Jason là mỗi tuần thứ 3 là Jason ăn chay nha các bạn. Từ nào giờ rồi. Sao xuất sắc không? Cái nước xuất sắc thiệt luôn á. Gọi là phải nói là xuất sắc luôn á các bạn. Còn này phở gà nè. Rau củ không. Rau củ mà không có bột ngọt nha. Nè,
nghe cái gì đó hút cái nước á, cái nước rót đó, nó thanh kìa, là thanh luôn á. Cái nước vỏ gà nó ngon mà nó thơm, nó thanh lắm bạn. Bây giờ tới hè. Cái nước lèo hai bên là đó, nó rõ ràng, nó rõ rệt hoàn toàn cái vị khác nhau nha. Đã không? Mà may là mình chưa bỏ rau quế vô á. Thơm mùi gà nồng nàn luôn. Vô đây là nó khác liền. Vàng ruộng nha. Cái gà nè. Cái gà nè. Cho các bạn xem cái gà nè. Thấy không? Vàng ruộng. Mà cái thịt gà ở đây là gà dai nha. Cái này gọi là gọi gà đi bộ. Lại mới thấy chạy chạy vòng vòng mới bắt vô luôn. Ghê không? Gà này nhảy zoom bà xong rồi mới lên tô. Cho nên là nó đô lắm, nó dai lắm. Chị mời nha, cộng bánh phở. Bạn thích ăn cộng bánh phở tươi hay là khô, bạn nói tiệm để người ta làm. Còn bạn không nói thường thường là người ta... Là cái thủ tiếng này nè, cái phần cộng này. Đó, cộng này khô nè. Còn này là cộng, này là cộng tươi. Đũa này chị chưa gắp bổ miệng nha. Đa số ăn cái phở gà nó ăn cái cộng này nó ngon. Đúng rồi. Nhưng mà từ nhỏ là KT ăn cộng khô các bạn. Ở khu của KT ở không có ai bán cộng tươi. Cho tới khi chị qua Mỹ chị mới biết cái cộng tươi này. Em tưởng ở Việt Nam nó bán cái này nhiều chứ chị. Lúc mà chị ở gì còn nhỏ, ở chỗ mà chị ở người ta không có cái này. Chắc có thể là ở Sài Gòn hay ở đâu mình không biết, nhưng mà ở Việt Nam mà nơi mà mình sống á không ở có cái này. Em thì là bán cộng này không ạ. Ồ vậy nó hả? Không có cộng này. Đây ăn hủ tiếu là chỉ ăn cái này thôi. Hủ tiếu. Còn qua đây mới thấy ủa, tại sao mà phở mà làm cộng hủ tiếu? Ồ vậy hả? Tại vì cái này là phở tươi, nó là phở tươi, còn này là ở của miền Tây này, cho nên cái này ngộ ha. Đó là ở Sài Gòn đúng không? Các bạn thấy không? Mỗi vùng miền thành phố tỉnh, tức là mỗi nơi nó sẽ khác nhau. Thì ở Hóc Môn thì Hóc Môn nó lúc đó là còn gọi là quê quê các bạn, nó không phải là miền quê nhưng mà nó là quê quê ngoại thành, và cách Sài Gòn là khoảng 45 phút cho tới 1 tiếng lái xe, nhưng mà nó là thành khác rồi, nó là huyện gì đó. Nó khác rồi. Bây giờ qua đây sao thấy phở mà sao bỏ cộng bánh hủ tiếu nó trong đầu lỗ vậy đó. Rồi á, ở Houston với là Arlington đâu có bánh tươi. Lúc đó nha các bạn, giờ thì có rồi, nhưng mà đa số cưng đi đâu cũng vậy, người ta bán cộng cộng khô. Cái này hiếm lắm, cái này là sau này người ta mới có. Sao cưng thấy cái đồ chai ngon phải không? Khen thiệt tình luôn nha. Phở mặn, phở bò, phở gà rồi thì ăn hoài, ăn tiền rồi, mà phở chai thì chưa có. Chưa ăn. Vòng vòng, có mấy cái tiệm chai kia cũng có bán, nhưng mà không có bán. Nhưng mà bây giờ thấy cái này có nè. Nước lèo đã dễ sợ. Nó ngọt không phải ngọt đường, không phải ngọt mấy, mà nó ngọt từ đâu. Rau củ, mình ăn là mình biết liền à. Ăn biết liền à. Ăn, bảo đã không có bột ngọt mà. Người ta nói là không có bỏ bột ngọt. Ăn cái vị nó ngọt, trời, thanh ngon. Thanh lắm. Cái lưỡi nó tê luôn. Nó tê cái lưỡi luôn. Trời, hôm bữa chị về Nam chị ăn xong cũng biết không? Cái tim chị đập thình thình thình. Còn cái lưỡi hành nó tê rần luôn. Nó lâu, thiệt là lâu luôn, nó mới hết tê các bạn. Cái đó là quá nhiều bột ngọt luôn. Quá nhiều đó. Ăn mà say sẵn luôn á. Thì đó. Cái nói lại. Mà cái tiệm này nó uổng một cái là cái gì biết không? Là không có đồ ngọt. Chị thích là mỗi lần mình ăn xong á, cho dù mình không cần biết no cỡ nào, nhưng mà lúc nào cũng có thể nhét đồ ngọt vô được. Giống như chè, bánh ngọt này nọ là nhét vô được. Mà uống cái chỗ này không có. Chỉ có giống như là sinh tố này nọ mình uống vậy thôi. Tôi không biết, có nhiều nhà hàng bạn ăn để ý, bạn biết pha hay không? Bạn đổ ra là biết nó lỏng le, người ta pha với giấm. Còn này là nguyên chất luôn. Cái chai sao đem ra vậy? Ăn không biết còn cái này đó. Với lại có một cái cách này nữa, tại vì làm nhà hàng là biết hết trơn. Khi đi làm nhà hàng mấy chục năm nay chứ không phải là mới đây nha các bạn, không phải mười mấy năm, làm mấy chục năm. Là người ta có thể mua cái hộ lon bự về người ta refill. Thì nhìn sẽ biết cái bình đó nó cũ hay không, hay là bình mới người ta refill. Khi chị nhìn biết tại trong người là biết cái bình này là lấy trong thùng ra bán hay là refill. Thì cái này là trong thùng đem ra luôn nè, không phải refill. Tại refill nó khác nha, refill cái vị nó khác, nó không tại, giống như cùng loại nhưng mà bỏ vô trong lon rồi refill nó sẽ khác với là nguyên cái chai đem ra. Lát chị xin xin vô trong đó quay chia sẻ các bạn đi một vòng cái bếp để các bạn biết là người ta làm nó sạch sẽ như thế nào. Ai cũng đeo bao tay nha, không cần biết đầu bếp phụ bếp gì, ai cũng phải đeo bao tay nha.
không phải nhà hàng nào cũng làm vậy nha, đeo bao tay. Rồi nước mình uống mình cũng sợ, cái nước leo mình ăn mình cũng sợ, tại vì người ta dùng toàn là nước lọc. Hồi nãy đi vô là em đi vô em thử xài cái restroom rồi. Ờ đó, nhìn cái restroom là đừng đủ biết đúng không? Muốn vô nhà hàng ăn là biết người ta sạch hay không là vô restroom. Có nhiều nhà hàng á, người ta ở ngoài sạch nhưng mà người ta không có chăm chú cái restroom á, vô nó có mùi sợ lắm. Yeah, nhưng mà ở đây là các bạn biết không, sạch sẽ. Đôi lúc Jason á đi với KT gì mình ép ăn lắm, mình ép ăn mình gọi quá trời trên bàn luôn các bạn, gọi mà trả tiền chứ không phải được ăn chùa. Mình nói thiệt nha, là những cái lúc mà tụi mình đi ăn mình gọi tại vì có người ăn mình rất là vui và được ăn nhiều món nữa, hai đứa ăn thì nhiều món mình muốn gọi vậy. Mà chị đừng gọi nữa chị ơi, nhiều quá chị ơi, no lắm chị ơi, ăn gì nổi. Giống như bị ép ăn mà mặt méo luôn. hơn là ăn mà về nhảy đó, không nhảy nó không biết sao. Rồi giờ thí dụ mà chấm điểm đi, chị dành cho cái này bao nhiêu điểm? Em chưa ăn mà anh. Ủa bây giờ em ăn tới đi. Vậy là khoa cho bao nhiêu điểm cho cái này? Phở gà. Wow, khoa cho dễ đi, khoa dễ, khoa dễ. Đối với cây chi là 4.5 điểm. Tại biết không, ăn phở gà thì chị thích có lá chanh cắt mỏng nghiền dài miếng thôi, nó sẽ dậy lên cái mùi phở gà. Nhưng mà anh nói là người Bắc người ta ăn vậy rồi cái tự nhiên mình bị những sau này mình đi ăn cái mình quen á bạn, mình lại thích có cái lá chanh. Nhưng mà mình hỏi chủ tiệm nói không phải ai ăn cũng lá chanh được hết cho nên ta không dám bỏ vô. Nhưng nếu mà bạn nào thích lá chanh bạn xin cứ coi có không thì người ta sẽ bỏ vô cho các bạn. Còn cái phở chay thì con cho mấy điểm? Phở chay cũng vậy luôn, 5 điểm luôn. Phở chay thì cây thi cho 5 điểm là tại nó quá ngon luôn các bạn, nó xuất sắc luôn á. Xuất sắc, gọi là xuất sắc luôn á. Rồi hồi nãy giờ là món nào cưng thích nhất? Em thích nhất hả? Ừ. Là có phở nè. Phở chay. Em rất là thích cái tương. Cái tương của tương là ăn gỏi cuốn. Rất là ngon. Ngon. Còn mấy món kia garlic noodle, bò rất là mềm. Em rất là cái bò cái noodle. Hình như là em thích hết, em thích đủ thứ. Thật sự mà nói cái gì nó cũng ngon hết đó. Nhưng mà nếu mà mình chọn những cái nổi bật nhất á thì là những cái đó. Nhưng mà hầu như nãy giờ những cái món gì mà mình ăn thử á thì em thấy rất là ok. Vậy cưng thích nhất món nào? Mà đó, phở chay đó, phở cuốn. Tại vì em là cũng không có đạo rau, không có đạo thịt nhiều, nhưng mà thịt bò là ngon đó. Thịt bò ngon, bò mềm, bò mềm. Cái này nè, oh yeah, được rồi. Cái này nếu mà được á là để xong sao làm trà đậm thêm tí nữa, thêm đậm trà để mình cảm nhận mình được, cảm nhận được cái mùi trà. Cái này nó ít trà quá cho nên là có thể là mình bị tắt, chứ là cái mặt cầu nó lắm, nó không có nghe được cái mùi trà, nó phải có thêm đậm chút xíu nữa. Cái này là cái chi mà uống ở Việt Nam thì mình có thể so sánh được, còn chưa uống cho nên không biết so sánh. Thì em nói đúng, giống như mình uống nãy mình cảm nhận được. Cho nên là nhiều khi có thể là em muốn cái mùi nó son, tại nhiều người ta không uống trà được thì... Nhưng mà em biết rồi, cái vị tắc và vị mặn cầu nó mạnh quá, trà bỏ vô chị nghĩ đánh không nổi, trừ khi làm đậm thì đậm mới đánh nổi. Cái mùi sợ đậm quá, nhiều khi có người uống xong thức cái sáng xong. Thì nãy giờ khi cũng vậy, thích nhất là phở chay. Nói chung là phở chay, phở gà ở đây rất là ngon, mình thích. Kể đến là mình thích cái xà lách trái lê lắm các bạn ơi. Mỗi lần mình tới đây là mình phải gọi xà lách trái lê. Cái món này nó ngon. Có. Mình phải ăn thiệt là nóng. Đúng rồi. Ăn lẻ nó mới được. Còn để mà để lâu là nó sẽ bị ủng. Ủng. Nhưng mà ngon. Ngon. Em là đạo, em vô thấy cái này lại mà em hay kêu. Còn mình rất là thích ăn cái gỏi cuốn. Nhưng mà cái tương đối với Khi Chi là nó loãng hơn chút, nó sẽ ngon hơn. Cái tương này nó hơi đặc. Còn garlic noodle thì Khi Chi tới đây là hay gọi hoài. Nói chung những cái món này là KT ăn hoài. Tại gần nhà giống như KT nói lúc nãy cho nên là chạy ra đây ăn hoài. Mỗi lần đói là chạy ra đây. Cô gia đình là anh ăn cái này, cái chicken wings anh ăn còn 2 cái. Anh ăn mà anh không biết trời chăng mây nước đâu hết trơn. Lát xì qua lại là hết sạch luôn. Rồi cái tô french fry ăn cũng hết sạch luôn. Anh uống dứt 2 ly nước rồi đó. Rồi gia đình thích nhất là món nào? Nãy giờ còn ăn thích nhất món nào? The winner goes to... Okay. Dun, 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 fries for ketchup. Number 2 is garlic noodles and number 3 is chicken wings. Hồi nãy giờ là review rất là nhiệt tình ha. Ai cũng ăn nhiệt tình. Thì bây giờ còn nhiêu đây cho nên là tạm thời chia tay các bạn ở đây rồi, hay mấy chị em ngồi
nhâm nhi tâm sự rồi ăn giải quyết cho xong chứ tôi bỏ măng tỏi cứng thôi, giải quyết. Cái này là hồi nãy giờ chỉ có ăn quay đờ mi thôi, đờ mi bị hai đờ xin bắt đầu quay qua đúng rồi cho nó nè các bạn mà thấy bị hai đờ xin là cái này nó không còn đâu, nhưng mà lên lên sóng là lúc nào cũng nó được rồi chị, rồi lát là không còn gì hết trơn. Rồi cho nó nhìn nó thanh lịch đúng không đó. Các bạn ơi, giờ đang ăn thì gặp fan xong mình nói mình xin fan cho quay dài giây được hay không, để review thiệt tình, để review thiệt tình là ăn có ngon hay không nha. Nhưng mà cho Katie hỏi thiệt tình là hôm nay ăn thấy ok không? Dạ. Cô Katie cô ăn sạch láng luôn. Ăn sạch láng rồi, quay đúng rồi, quay này mới ngon nhất là trà mãng cầu. Wow. Nhưng mà cái phở là thấy sạch luôn, không còn gì luôn. Ăn bún chả Hà Nội nè, phở tái nè, rồi gỏi cuốn. Gỏi cuốn nha. Với lại cái hoành thánh, hoành thánh mới ra, chưa có trong menu luôn. Rất là ngon. Rất là ngon. Gia đình này là ở từ Canada nha các bạn, từ Canada mà bay xuống đây luôn. Đi chơi ở đây là lâu không? Đi chơi tuần lễ. Một tuần lễ, rồi định đi đâu nữa? Giống như là vòng vòng đây thôi hả? Hay là đi xuống LA? Nơi mà cô đã quảng cáo, tụi này đã biên. Wow, vậy luôn. Vô list sẵn. Cái video mà ăn gì ở đâu? Ở đâu hả? Ok. Tới đây là nhớ là đi uống cà phê trứng nè. Rồi đi đi ăn chè nè. Rồi đi ăn chè, ăn xôi chè. Ăn bơ dầm. Rồi ăn giống như là ăn phở, ăn hủ tiếu, ăn nhiều lắm, nói chung là có một cái tiệm cô có quay mà thẩm lại tìm lại không? Tìm tên gì? Mình không nhớ cái tên. Món gì? Một cái quán có bán bánh rồi họ vô chả, rồi bánh bao, rồi cà ri, rồi bánh mì. Cô mua nó hình như là một cái shop nhỏ thôi mà mình kiếm ngoài không lại. Có bánh mì, có bánh bao, rồi có chả luôn. Biết rồi. Có biết rồi, biết cái tiệm đó rồi. Cái tiệm nó tên là bao bao bánh baguette. Đúng rồi, dễ thương như đúng rồi, bao baguette. Đúng rồi. Cái gì là bao baguette? Đúng rồi. Đúng rồi nha, thì đó là sẽ có đủ thứ hết. Dạ. Anh này mê con trai lắm. Đấy. Có ghé ăn ghi mì gõ chưa? We will. Yeah, yeah. Đã lên list rồi. Ở ghi mì gõ cái thi thích nhất là món gì phải không? Món bò xào với là nuôi á. Nhớ ghi món đó nha. Bò xào với nuôi á. Tại vì người ta lắc cái chảo rất là thơm luôn, ngon lắm. Nhớ ăn cái món đó. Với lại cái món kế tiếp là món bún bò Huế, người ta làm rất là ngon. Ngộ lắm cái món ghi mì gõ của người ta phải không? Nhưng mà mấy món khác nó lại ngon hơn mấy món kia của người ta à. Dạ, yeah, thì có gì tới đó ăn. Mình cũng chúc mừng cô Katie nha, tại vì quá thành công. Dạ, cảm ơn nhiều. Thank you. Có hôm nay có duyên gặp đây thấy vui quá chừng. Dạ, xong honeymoon rồi. Nhìn thấy cô. Hồi nãy cũng có mấy người ở xa tới mà người Mỹ, nói ủa người Mỹ sao cũng coi mình nói ra. Tự nhiên nó pop up lên á, cái người ta coi, cái người ta chạy tới đây người ta ăn. Cái người ta nói we watch Katie food story, nhưng mà người nói ủa người Mỹ cũng nghe sao được hiểu, nói dạ không hiểu nhưng mà thấy ăn ngon quá lại đây ăn ủng hộ luôn. Mà chạy tuốt ở dưới San Diego cách đây 1.5 tiếng luôn á. Vui rồi. Thank you. Ok vậy have a good trip nha. Thank you. Đó các bạn ơi, thì bây giờ chị em của Katie và Jayden tạm thời chia tay các bạn ở đây. Mến chúc tất cả các anh chị em cô chúng có một ngày vui vẻ, ăn làm và hạnh phúc. Nếu như bạn nào ở xa tới đây mà không biết đi đâu ăn gì thì có thể ghé và order mua ăn những cái món mà Katie chia sẻ hôm nay nha. Trước hết con cảm ơn bà cô chú ủng hộ con với mẹ của con. Nhưng mà con muốn nói các bạn cái này. Gì nhưng vậy? Mà các bạn muốn thấy behind the scenes nha. Thì các bạn giúp mình lấy được 750.000 subscriber. Trời ơi. Sợ chưa? Mình không hề kêu ảnh nói mấy cái này đâu các bạn. Trời ghê. Ủa giờ không lên 1 triệu nữa mà là 750.000 thôi. Ok hả? Chị con chị giấu thôi. 1 triệu subscriber. Đỏ biết nhanh ghê. Subscribers thì mình sẽ hơn bánh tráng nữa. Thì mình sẽ làm behind the scenes. Okay. Rồi
cái cuối cùng behind the scenes video mình sẽ post một cái sneak peek của mặt của đại ca. Trời ơi, làm như cái mặt của đại ca là vàng hay sao mà anh cứ đem cái mặt đại ca ra anh kêu gọi, giống như là muốn thấy mặt đại ca thì phải có 1 triệu subscriber anh mới cho coi cho anh ghê không. Xong rồi ha, chưa thấy đâu, anh về anh lấy điện thoại anh quay, đây là mặt của đại ca nè các bạn ơi, đây mặt đại ca, cha anh lì lít đi lít. Gia đình con phải nói là ông bà cô chú chứ không phải nói các bạn, hiểu không? Chứ không ông bà cô chú là tại anh nghe con nít mà nghe mình nói rồi cái quen miệng, chứ thật ra anh không có hiểu. Ok, thank you for watching, bye bye, see you next time, have a great day. Các bạn ơi, mình quên nói với các bạn một điều, đó là video này được tiệm phở HP tài trợ là bởi vì KT rồi trả tiền thì tiệm nói không, em mời chị là bởi vì hôm bữa KT có quay cái video đầu tiên á thì tiệm rất là đông khách, cho nên giờ mình tới ăn tiệm nói không, tiệm phải làm gì đó, cảm ơn chị. Thì video này là không cố tình nha, nhưng mà KT mời tới ăn thì được tiệm tài trợ, cho nên là muốn nói với các bạn là tiệm tài trợ video này. Ăn quy ăn chùa không có trả tiền. Để phải nói chứ, để bắt con không nói là không được. Nhân dịp lễ Father's Day sắp tới, tiệm trang sức EJ Jewelry nằm trên lầu 2 của Phước Lộc Thọ tại Bosa có những chương trình giảm giá cho tất cả các sản phẩm từ 50-65%. Kim cương US1 1 carat giá thường là 900, nay giảm còn $450. Kim cương chiếu lấp lánh y như kim cương thiên nhiên và có certificate như GIA kim cương. Những trang sức bạc Italy giảm 65%. Những vòng trầm hương 108 hạt loại thiên nhiên giá thường 900, nay giảm còn 300. Trầm hương được xem là tinh hoa mẹ thiên nhiên dành tặng cho nhân loại và còn là đại diện cho một tâm hồn hướng thiện, ái và an yên giữa cuộc sống đầy thách thức. Thật không khó để thấy rằng đeo trầm hương 108 hạt có ý nghĩa vô cùng tích cực, tác động đến đời sống con người. Lễ sắp đến mà không biết mua gì tặng cho cha nè, cho mẹ, cho vợ hay người yêu, bạn có thể ghé tiệm PJ Jewelry để tham khảo. Hiện tại tiệm có free ship toàn nước Mỹ. Nếu bạn ở gần khu Bosa hãy ghé tiệm nằm trên Phước Lộc Thọ tầng 2 trên lầu nha, hay gọi 714-726-9911. Mình cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình trong những thời gian qua. Mình chúc các bạn một ngày vui, vẻ, an lành và hạnh phúc. Nếu các bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của mình, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Ở kế bên cái nút subscribe nó có một cái chuông. Nếu mà bạn bấm vào cái chuông đó thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết mỗi khi mình lên một cái video mới đó. Thank you for watching. Bye bye, see you next time.